Chào mừng các bạn đến với khóa học kế toán sản xuất bê tông tươi tại Trung tâm Đào tạo Kế toán Việt Hưng. Đây là một loại hình của doanh nghiệp sản xuất. Đối với lĩnh vực này cần phải lưu ý một số điểm khác hơn so với các loại hình sản xuất thông thường. Vì vậy, căn cứ trên các hồ sơ kế toán thực tế, đối với loại hình này, Kế toán Việt Hưng đã xây dựng nội dung của giáo trình để cho các bạn trải nghiệm khóa học thực tế tại Trung tâm Kế toán Việt Hưng để hiểu sâu hơn về công việc của một kế toán trong mảng sản xuất bê tông tươi. Hãy cùng Kế toán Việt Hưng tìm hiểu về nội dung của khóa học, bao gồm hướng dẫn khai báo cập nhật số dư chi tiết của đầu năm, kiểm tra so sánh lại các số liệu giữa báo cáo chi tiết của đầu kỳ so với báo cáo tài chính của năm trước chuyển sang. Hướng dẫn thực hiện việc lập định mức nguyên vật liệu cho các sản phẩm bê tông tươi, phân loại các hóa đơn chứng từ, cách hạch toán và hướng dẫn đối với các hóa đơn hợp lý và hóa đơn không hợp lý, như hóa đơn mua nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ và tài sản cố định, hướng dẫn cách hạch toán phân loại các hóa đơn, chi phí đầu vào đối với từng bộ phận cho phù hợp. Xử lý các trường hợp thường xuyên phát sinh xảy ra trong công ty sản xuất bê tông tươi và các nội dung liên quan đến trích lương, trích bảo hiểm và các hợp đồng chứng từ đi kèm. Hướng dẫn lập báo cáo kiểm tra lại toàn bộ các chi phí. Để thực hiện việc tính giá thành của mảng sản xuất, lập báo cáo và các tờ khai phải nộp, bao gồm thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân hàng tháng, hàng quý. Và cuối cùng là kiểm tra lại toàn bộ các số liệu, xác định lợi nhuận của doanh nghiệp cũng như cân đối lại các chỉ tiêu, điều chỉnh trước khi lên báo cáo tài chính, hướng dẫn thực hiện việc in sổ sách kế toán, chia sẻ những kinh nghiệm khi thanh tra quyết toán trong mảng đặc thù sản xuất bê tông tươi là các nội dung chính khi các bạn tham gia vào khóa học của trung tâm. Trong giáo trình của Kế toán Việt Hưng, các bạn sẽ được lựa chọn các hình thức học phù hợp, bao gồm hình thức tự học, học lớp tập trung, lớp online và hình thức một giáo viên kèm một học viên. Đặc biệt là toàn bộ các hóa đơn chứng từ, các bạn sẽ được học trên giáo trình online, nhấn xem giáo trình và chuyển sang trang web ketoanviethung.com. Trong nội dung của khóa học sẽ được chia theo từng phần, từ việc khai báo dữ liệu đầu kỳ, các hóa đơn chứng từ phát sinh, cho đến khi lên báo cáo tài chính, hoàn thiện sổ sách đối với công ty sản xuất bê tông tươi. Và mỗi phần sẽ là các video hướng dẫn chi tiết cho các bạn từng nghiệp vụ và cách hạch toán trên phần mềm. Ngoài ra, các bạn có thể lựa chọn học trên chính chứng từ tại doanh nghiệp mà các bạn đang làm việc. Kế toán Việt Hưng hy vọng sẽ được chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm cho các bạn ngay từ hôm nay. Đăng ký nhận tư vấn lộ trình khóa học bằng cách liên hệ đến các số hotline của trung tâm 0988 680 223 để được tư vấn và hỗ trợ ngay hôm nay.